Người dễ dãi sống đời phóng dật, như dây leo ái dục tăng nhanh. Đời này kiếp khác tuyền cành, như vượng luyến thoát tham ăn quả rừng. Người nào sống trong vòng ba cõi, bị lòng tham khát ái buộc rèn, khổ sầu bất hạnh gia tăng, như trời mưa cỏ tràn lan ruộng vườn. Người nào sống trong vòng ba cõi, chuyển hóa xong tham ái buộc rèn, khổ đau sầu não tiêu tan, cũng như giọt nước lá sen lo gì. Này đệ tử, Như Lai chỉ dạy, nhổ cội căn tham ái buộc rèn, phá tan uy lực ma quân, như dòng nước lũ ngập tràn bụi lâu. Như cây đốn gốc còn lại sống, sẽ đâm chồi mọc vững như xưa. Ái tùy nhiên chưa giả từ, khổ đau già chết dây dưa nhiều đời. Ba sáu ái như dòng thác chảy, cuốn người theo cả ái vấn vương. Các nguồn tư tưởng ái thương, cuốn người tà kiến vào đường trầm luân. Dòng ái dục chảy quanh khắp chốn, như dây leo đeo bám thân cây. Dùng gươm trí tuệ diệt ngay dây leo tham ái tại đây bây giờ. Bị ám ảnh niềm vui ái dục, mong bình an chẳng được vào đâu. Không còn tham ái đuôi đầu, sanh già kết thúc khổ đau không còn. Người bị vướng niềm vui ái dục, sống vẫy vùng hoảng hốt buộc rèn. Cũng như thỏ bị lưới giăng, chúng sanh đau khổ trầm luân lâu dài. Người bị vướng niềm vui tham ái, như thỏ xa lưới bẫy vẫy vùng. Người tu rũ bỏ sầu vương, vượt qua tham ái thoát đường tử sanh. Lìa rừng dục vướng vào rừng ái, thoát được rừng lại chạy theo rừng. Những người như vậy sầu vương, cởi dây trói lại buộc rèn khó buông. Xiềng bằng sắt dây mây cũng đứt, người dính vào tham dục khó buông. Của tiền con cái vợ chồng, như xiềng xích chặt khó lòng thoát ra. Xích tham ái thật bền khó chặt, ghi lúng người sắc dục trầm luân. Trí nhân cắt bỏ buộc rèn, giả từ dục lạc không màng thông dong. Người đắm dục tự lao dòng khổ, như nhện giăng bắt bớ con mồi. Trí nhân bỏ ái an vui, không còn đau khổ giữa đời trầm luân. Buông quá khứ tương lai hiện tại, trí cao siêu chẳng ngại thông dong. Đến bờ kia sống ngược dòng, không còn vướng kẹt trong vòng tịch.